Trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã thực hiện khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và làm việc với các đơn vị trong Ban chỉ đạo 389 thành phố, nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và đánh giá địa bàn, hàng hóa và phương thức có nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, trong năm 2021 và quý 1 năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu nổi lên trở thành điểm sáng kinh tế, ngay cả trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn liên tục duy trì hai con số. Đặc biệt, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng phối hợp tổ chức đạt kết quả. Qua đó phát hiện, ngăn chặn và triệt phá nhiều vụ buôn lậu lớn xuyên quốc gia, nhất là tại địa bàn trọng điểm cảng Tiên Sa. Dù dịch bệnh đã có sự bùng phát, nhưng mà các lực lượng đã vào cuộc rất mạnh mẽ và đã có đạt được những kết quả rất tốt. Trong đó có rất nhiều các cái vụ việc liên quan đến hoạt động gian lận thương mại cũng như là buôn lậu qua đường biển. Trong đó có về rượu, thuốc này, cũng như là một số các cái mặt hàng về động vật hoang dã. Chính vì vậy là chúng tôi đánh giá địa bàn Đà Nẵng là một trong những địa bàn mà cũng sẽ cho đoàn thấy được một cái bức tranh tương đối sôi động về hoạt động hiện nay. Trong hai ngày khảo sát tại Đà Nẵng, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia sẽ đi thực tế tại cảng Tiên Sa, cảng hàng không quốc tế, khu công nghiệp Hòa Khánh và các điểm phân phối bán lẻ hàng hóa tại Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo 389 quốc gia sẽ có những phân tích đánh giá cụ thể về các hành vi, phương thức buôn lậu mới, nhận diện các loại hàng hóa có nguy cơ cao về gian lận thương mại trên từng địa bàn trọng yếu, làm căn cứ tham mưu chính phủ xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không trong tình hình mới.